kính thưa quý vị khán thính giả hôm nay ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ bên ngoài đi đùng tiếng pháo lai rai năm nay đặc biệt là vì có nạn Covid 19 cho nên thiên hạ không có nâu nức giống như mọi lần nữa chúng tôi lúc chiều đã đi vòng một vòng ra bờ biển thì mỗi lần mỗi năm đó thì xe cổ xe người ta sẽ trách chồng chờ đến ban đêm để mà coi pháo bông nhưng mà năm nay thì đặc biệt vắng vẻ hơn rất là ít xe do đó là chúng tôi trở về nhà và làm cái livestream hôm nay cảm có cảm tưởng rất là nhiều về ngày độc lập của Hoa Kỳ nhớ đến chuyện đất nước của chúng ta Kính thưa quý vị, hiện tượng bội bạc với các anh hùng của lịch sử nước nhà ngày nay trong giai đoạn gần đây đã bắt đầu do những thế lực đánh phá đất nước rất là nhiều chúng tôi đã từng nghe những luận điệu ngang ngược trên các trang mạng xã hội điều không ngờ là những tuyên truyền rẻ tiền đó lại được in thành sách nói thành lời từ chính miệng chính tay của người những người có học vị lại ở trong ngành sử đồng nghiệp với giáo sư nguyễn mạnh quang những dữ kiện lịch sử đã lâu hơn nửa thế kỷ nhưng cũng chưa quá cũ để mất hết những nhân chứng còn sống cũng những dữ kiện đó vậy yếu tố nào đã làm nên góc nhìn lịch sử trái ngược nhau chắc chắn phải có yếu tố con người tức là yếu tố cảm tính đảng phái yêu ghét mà ra nhưng rồi hy vọng lịch sử sẽ còn lại những gì công bằng nhất cho hậu thế và những những cái điều trái lẽ sẽ mau chóng bị người đời vứt bỏ không thương tiếc dạ xin nhận lại cái cảm tưởng này cho giáo sư nguyễn mạnh quang về cái ngày độc lập uh, hoa kỳ uh, kính thưa quý vị xin hân uh, hạnh. À, chào tất cả các quý vị khán thính giả trong cái bữa nói chuyện ngày hôm nay Hôm nay nhân cái ngày Mùng 4 tháng 7 Là ngày kỷ niệm nền độc lập của Hoa Kỳ Thì chúng tôi cũng liên tưởng đến ngày độc lập của dân tộc Việt Nam ta vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 Và chúng tôi là cái người tìm hiểu lịch sử thì chúng tôi thấy Có cái sự tương đồng Giữa cái cuộc chiến của nhân dân 13 thuộc địa Bắc Mỹ chống lại đế quốc Anh à, xâm lược và thống trị à, Bắc Mỹ một thời gian khá dài và gây nên những cái chuyện bất công, những chuyện đau khổ, những sự bức xúc khiến cho nhân dân 13 thuộc địa Bắc Mỹ bức xúc và nổi lên đòi chính quyền Anh phải sửa lại cái chính sách cai trị về thuế khóa. Nhưng mà chính quyền anh không chịu sửa đổi mà trái lại còn ra những cái đạo luật có vẻ khắt khe hơn để trừng trị những cái người bắc mỹ có ý đồ muốn lật đổ đế quốc anh thì tôi thấy cái cuộc chiến đấu của nhân dân anh 13 ba thuộc địa nó gần giống như trăm phần trăm của cuộc chiến đấu của dân tộc việt nam và mùa thu năm 1945 dưới quyền lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh cùng với Đảng Cộng sản và đang mặt trận và mặt trận Việt Minh. À, dưới đây chúng tôi xin trình bày về cuộc chiến của nhân dân 13 thuộc địa Bắc Mỹ. Trước rồi sẽ, chúng tôi sẽ cho thấy quý vị thấy rõ là có 3 giai đoạn thì ba giai đoạn chiến đấu để cuối cùng thành công thì chúng tôi sẽ nói đến cái 3 giai đoạn chiến đấu của nhân dân Việt Nam trong cái cuộc chiến à, đánh đuổi liên minh xâm lược Pháp Vatican vào năm những năm 1945 và 54 thì nó giống hệt nhau. Thì à, bây giờ tôi sẽ bắt đầu vào cái cuộc chiến của 13 thuộc địa à, Bắc Mỹ vào à, thập niên 1770 cho đến vào à, năm 1883 thì mới thành công, tức là kể như là 78 năm, 78 năm trường mới chiến đấu. À, bước 1 là do cái sự thuê siêu thuế nặng nề của đế quốc Anh đánh vào đầu nhân dân Bắc Mỹ và nhân dân Bắc Mỹ nhận thấy rằng quá ư bất công bất công vì rằng những cái chi tiêu phung phí ở trong đế quốc Anh của chính quyền Anh thì lại bổ lên đầu nhân dân Bắc Mỹ phải gánh chịu do đó họ đòi hỏi chính phủ Anh phải sửa đổi cái chính sách đó thì trái lại chính phủ Anh đã không chịu nghe theo cái yêu cầu chính đáng của nhân dân 13 thuộc địa Bắc Mỹ cho nên họ lại gửi quân sang có ý đồ là đánh dẹp cái những cái người lãnh đạo cái cuộc kháng chiến đó vì thế mà mới xảy ra cái chuyện uh, chiến tranh bùng nổ giữa nhân dân thuộc địa bắc mỹ với lại cái chính quyền bảo hộ anh lúc bây giờ ở bắc mỹ thì chiến tranh này bùng nổ vào ngày giai đoạn 1 là bước 1 đó chiến tranh này bùng nổ vào ngày 19 tháng 4 năm 1775 vì sự bức xúc và căm thù của nhân dân các thuộc địa Anh tại Bắc Mỹ đối với chính quyền Anh đã âm ỉ từ nhiều năm và bộc phát thành hành động và hội hình thành hội nghị của chín thuộc địa nhóm họp tại New York coi như là một chính quyền vào năm 1765 họ gửi kháng thư lên chính quyền Anh với nội dung À, chống là những biện pháp đánh thuế bất công đối với nhân dân các thuộc địa chính phủ anh dùng bạo lực đàn áp khiến cho tình hình trở nên căng thẳng và tiến đến chiến tranh vào cuối năm 1774 thống đốc Thomas Gage đã bắt đầu tổ chức quân đội để sẵn sàng chiến đấu và tiếng rúng khai hỏa cho cuộc chiến vang rèn vào sáng sớm ngày 19 tháng 4 năm 1775 tại Lexington thuộc tiểu bang Massachusetts ngày nay à, kể từ đó nhân dân các thuộc địa Bắc Mỹ công khai chống lại chính quyền Anh tại Bắc Mỹ bằng súng đạn nghĩa là từ khi đó nhân dân Bắc Mỹ đã có thế lực cả quân sự lẫn chính quyền tại hội nghị lục địa để quyết tâm theo đuổi đòi lại cái chủ quyền độc lập cho các tiểu bang của họ đó là bước đi bước một bước một tức là giai đoạn đầu sang đến bước hai Tức là họ công bố bản tuyên ngôn độc lập vào ngày mùng 4 tháng 7 năm 1776. Quý vị nhìn thấy rõ là như vậy là họ phải chiến đấu trong một thời gian hơn một năm trời họ mới tuyên bố cái bản à tuyên ngôn độc lập. Các cuộc chiến tiếp diễn từ ngày 19 tháng 4 năm 1765 cho đến ngày mùng 4 tháng 7 à, 76 hội nghị lục địa tức là chính quyền của lục địa với công bố bản tuyên ngôn độc lập để nói cho toàn thể nhân dân các thuộc địa Bắc Mỹ cho chính quyền và nhân dân Anh tại chính quốc và cho nhân dân thế giới biết rằng kể từ ngày công bố bản tuyên bố này 13 thuộc địa Anh chính thức là một quốc gia độc lập không còn có liên hệ với đế quốc Anh và chính trị cũng như về hành tránh, quân sự, tư pháp, kinh tế và tài tránh nữa thì, thì tuyên bố như vậy là ngày mùng 4 tháng 7 năm 1976 thì quân Anh nó lại đem quân sang nó đàn áp. Thì cũng giống như là sau này chúng tôi sẽ nói về ngày mùng 2 tháng 9 của uh, nhân dân Việt Nam. Đến bước thứ ba là dù rằng súng đã nổ vào ngày 19 tháng 4 năm 1775 và chiến tranh vẫn diễn ra hàng ngày dù rằng đã công bố bản tuyên ngôn độc lập vào ngày mùng 4 tháng 7 năm 1976. Nhưng chính quyền Anh ở chính quốc vẫn không nhìn nhận chủ quyền độc lập của nhân dân Bắc Mỹ và vẫn và vẫn gửi quân sang Mỹ để quyết tâm tiêu diệt tận gốc chấp tận rễ cả chính quyền lẫn quân đội kháng chiến của nhân dân Bắc Mỹ trong ý đồ phục hồi quyền lực của đế quốc Anh tại Mỹ Châu. Vì thế mà cuộc chiến giữa nhân dân Bắc Mỹ và chính quyền đế quốc Anh càng trở nên quyết liệt cuộc chiến càng kéo dài về sau thì càng trở nên khốc liệt và càng kéo dài đến ngày 19 tháng 10 năm 1781. Ngày đó, một trong trận đánh rất là dữ dội, rất là khốc liệt tại Yorktown. Đạo quân Anh dưới quyền chỉ huy của tướng gọi là Cornwallis bị thảm bại và phải đầu hàng. Vì thảm bại này mà phái đoàn của chính quốc Anh tại hội nghị Ba Lê mới thương thuyết nghiêm chỉnh với phái đoàn của chính quyền Bắc Mỹ và công nhận nền độc lập của nhân dân Bắc Mỹ à, và hòa ước này mới được ký kết vào năm 1783 Đó là cái như vậy là cái hòa ước này đó là ký kết là thằng Anh phải rút lui và phải công nhận cái chính quyền độc lập của nhân dân Bắc Mỹ và sau đó thì nhân dân Bắc Mỹ mới họp với nhau thành lập soạn thảo bản hiến pháp để thành lập cái chính quyền gọi là chính quyền liên bang mỹ giống như ngày nay. Thế bây giờ chúng tôi xin nói đến cái phần 2 là cái phần mà cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam uh, chống lại cái liên minh xâm lược Pháp Vatican. Thực ra khi mà Vatican vận động uh, chính quyền Pháp để cấu kết với Vatican đánh chiếm Việt Nam thì cuộc chiến này đã bắt đầu vào tháng 9 năm 1858 và họ đã thành công vì nhà triều đình nhà Nguyễn đã bất lực không đủ sức mạnh để chống trả lại cái liên minh xâm lược Pháp Vatican và cái thế lực nội thù tức là bây giờ có 600.000 tín đồ ca tu là những cái quân nội thù tiếp tay cho cái thế lực xâm lăng này thì cái cuộc đó họ đã thống trị cho đến năm 1945 thì xảy ra nạn đói chết 2 triệu người nhưng mà trong cái thời gian đó thì các tiền nhân ta kể từ năm 1880, uh, 859 đã liên tục chiến đấu giành lại chủ quyền độc lập cho nhân dân Việt Nam. Dù trong thời gian đoạn đầu thì cả cái chính quyền triều đình nhà Nguyễn và nhân dân Việt Nam ta tự động uh, nối lên để đuổi uh, liên quân xâm lược Pháp Vatican. Nhưng mà dần dần thì vào năm tám trăm sáu mươi hai rồi năm tám trăm bảy mươi ba rồi năm tám trăm tám mươi ba tám mươi bốn thì triều đình nhà nguyễn nhà nguyễn gần dần vì cái quyền lợi cái cá nhân của họ họ không có đủ khả năng để huy động toàn dân để chống lại cái cuộc xâm lăng của vatican và pháp và nhân dân ta lúc bây giờ có các nhà ái quốc đã nổi lên lần lượt từ thế hệ một cho một tám chín cho đến năm một nghìn tám trăm À, 945 Thì biết bao nhiêu thế cũng nổi lên Cũng hết lòng chiến đấu Cũng liều chết chiến đấu cho cái chủ quyền độc lập của dân tộc Nhưng mà các cụ uh, Chưa có kinh nghiệm chiến đấu Không có những người có khả năng Để huy động toàn dân cùng một lúc Nổi lên từ Bắc chí Nam Để đánh đuổi quân xâm Đăng Cho nên chỉ có cái Giá trị tại địa phương cho nên Liên quân xâm lược Pháp Vatican Dùng cái đám uh, công giáo nội, nội thù này đó là đánh giặc thí dụ như là thằng trần ba lộc thằng ngô đình khả thằng đỗ hữu phương thằng hoàng cao khải tất cả những cái bọn đó là làm nội thù đánh dạp các lực lượng kháng chiến của nhân dân ta và các cụ đã thất bại mãi cho đến năm 1941 mặt trận việt minh ra đời và tức là cùng với là đảng cộng sản nói khác đi là đảng cộng sản thành hình cái đảng việt mặt trận việt minh để lôi cuốn toàn dân cùng hiệp sức chiến đấu chống lại bây giờ là vừa quân Nhật, vừa quân Pháp, vừa thằng Vatican với lại cái thế lực nội thù, với lại cái triều đình nhà Nguyễn Bù Nhìn bây giờ tức là chiến đấu một lúc năm sáu thế lực. Tôi xin nhắc lại, lúc bây giờ là chiến đấu thằng Pháp là một, chống lại thằng Vatican là hai, chống lại thằng Nhật là ba, chống lại cái triều đình nhà Nguyễn là bốn, chống lại cái thế lực nội thù tức là uh, đến năm 1945 thì cái số tiến tín đồ ca tô nó lên một triệu tám trăm ngàn người rồi thành ra cái cuộc chiến đấu nó càng gian khổ nhưng mà cũng may mắn trong cái thời đệ nhị thế chiến đấu đó thì cuối cùng là thằng nhật bị thua thì việt minh bắt đầu được đồng minh tiếp sức giúp để à, à, củng cố cái lực lượng ở hậu cứ của quân nhật ở tại miền bắc việt để mà quấy phá và đánh quân nhật tức là cái lực đã có cái lực lượng của Việt Minh của cụ Hồ dưới quyền lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh lúc bây giờ thì đến ngày 17 tháng 8 à ngày 15 tháng 8 năm 1945 thì Nhật đầu hàng và cái chính quyền uh, do Nhật dựng nên là Bảo Đại và Trần Trọng Kim thì cũng phải sụp đổ do đó uh, mặt trận Việt Minh và Đảng Cộng sản dưới quyền lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh là những cái người có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường ở Việt Nam cũng như là nắm vững cái tình hình quốc tế đã biết rõ thời cơ như vậy cho nên ngay khi mà Nhật sắp đầu hàng vào ngày 15 tháng 8 năm 1945 tức là đầu hàng đồng minh thì ngày 13 tháng 8 là Tổng hội Việt Minh đã họp ở tại Tân Trào ra quyết định là phải giấy lên toàn quốc để để cướp chính quyền và nhờ vậy cho nên ngày 17 tháng 8 ngày 18 tháng 9 ngày 19 tháng 8 Ngày 17, 18, 19 tháng 8 Là các cán bộ Việt Minh Đã lãnh đạo nhân dân ở miền Bắc Nối lên cướp chính quyền Tại Hà Nội Và uh, bây giờ là thủ yến Bắc Việt người gọi là Có một cái danh từ khác Là ông Phan Kế Toại Ông thấy vậy là ông đầu hàng Trí quan Nhật, đầu hàng đồng minh Thế Tức là sau đó thì uh, Việt Minh yêu cầu Ông Bộ Đại từ chức Và ông Bộ Đại đã thoái vị và ngày À, mùng 2 tháng 9 năm 1945 quý vị thấy rằng cái bước 1 là từ giành đại chính quyền từ trong tay người Nhật cho đến ngày mùng 2 tháng 9 tức là còn phải phải một thời gian mình có cái chính phủ lâm thời rồi mới tuyên bố độc lập thế tức là nó giống như là cái bước đầu của người Mỹ nhưng mà người Mỹ mất hơn một năm trời mới tuyên bố độc lập thì dân ta may mắn lúc bây giờ là kẻ thù số 1 là thằng nhật chứ không phải thằng pháp thằng pháp bây giờ đã chạy có cờ lâu rồi không có ở có mặt ở đông dương cho nên chỉ một hơn hai tuần sau chỉ độ hai tuần sau thôi thì cụ hồ đã công bố được cái bản tuyên ngôn độc lập khi mà cụ hồ công bố bản tuyên ngôn độc lập thì bọn pháp được sự hỗ trợ của quân anh được sự hỗ trợ của tướng giới thạch vì tướng giới thạch là đại diện cho hoa kỳ trong cái thế lực đồng minh được đồng minh ủy nhiệm cho đem 180 000 quân tàu sang Bắc Việt, tức là thước đối à, giải giới quân đội Nhật từ biên giới Việt Hoa cho đến Quy Nhơn tức là Vĩ tuyến 16. Và đồng thời đồng minh lại ủy nhiệm cho nước Anh đem quân đội đến giải giới quân đội Nhật từ Sài Gòn đến Vĩ tuyến à, 16 Quy Nhơn. Và cả quân Anh lẫn từng giới Đại đều có tinh thần chống lại à, sự lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh. À, vì nghiệt học là đối đầu với ông Mao Trạch Đông và cho rằng cụ Hồ Chí Minh là cộng sản, còn quân Anh á thì là vì nó có chủ trương tái chiếm Đông Dương giúp cho thằng Pháp vì rằng nó cũng muốn tái chiếm Ấn Độ, cho nên nếu giúp được cho thằng Pháp thì nó cũng dễ dàng à, có chính nghĩa, à, có lý do để nó chiếm lại Ấn Độ. Thành ra lúc bây giờ cụ Hồ Chí Minh là đã phải đối đầu với lại 180.000 quân tàu ở Bắc Vĩ tuyến 16 và đối đầu với lại quân Anh ở Nam Vĩ tuyến thứ 16. Đồng thời ngày 11 12 tháng 9 thì quân Anh đổ bộ vào Sài Gòn và được họ che giấu giúp đỡ cho quân Pháp đổ bộ vào Sài Gòn luôn và quân Pháp vào đó rồi nó đến nó mở nhà tù ờ, mà quân Nhật đã giam giữ cái số người Pháp ở đó vũ vũ trang cho họ rồi đến ngày 23 tháng 9 thì nó tấn công Sài Gòn chiến uh, chính quyền kháng chiến của ta lúc bây giờ ở miền Nam không đủ sức kháng cự phải rút ra ở ngoài nông thôn để lấy nông thôn bao vây thành thị và nó khai chiến xong rồi nó lấy được hết các tỉnh lớn nhưng mà nó chỉ lấy được các tỉnh lớn thôi và nó kiểm soát được các trục giao thông giữa các tỉnh lớn như là Sài Gòn Mỹ Tho rạch giá chẳng hạn rồi sau đó thì nó lại nghĩ đến nó muốn kéo quân ra Bắc Đó à mà muốn kéo quân ra bắc thì nó làm thế nào để nó thuyết phục được tưởng di thạch giao cho nó chuyển cho nó cái quyền được giải giới quân đội nhật ở phía bắc phía tuyến 16 thì nó đã ký thỏa hiệp vào ngày 28 tháng 2 năm 1946 là nó sẽ nhường trả lại những cái tô giới mà ngày xưa Pháp đã chiếm của Trung Hoa thời của thời nhà Thanh và nó nhường cho cái thằng À, à, tàu được quản lý cái con đường xe lửa hải, à, hải phòng hà nội và à, vân nam cái là có cầm phần được ưu tiên một cái điều kiện gì đó và nó ưu đãi cho việt kiều à, hoa kiều ở cái vùng mà nó kiểm soát do đó mình, mình mới có cái nạn à, à, bọn tàu chợ lớn nó hoành hành cho đến năm 75 là thế thì sau khi mà nó ký rồi đó thì thằng tàu nó bằng lòng vì lúc bây giờ nó tàu nó đang vướng phải đối đầu với cái lực lượng hồng quân trung hoa đang bành chứng mạnh ở hoa bắc tức là phía bắc sông dung tử thì nó muốn thằng tàu cũng nhân chuyện đó là ký thỏa hiệp cái ngày 28 tháng 2 năm 1946 cái hiệp ước này gọi là hiệp ước trùng khánh vì nó ký tại trùng khánh rồi cái phái đoàn pháp đó là nghĩ rằng nếu mà kéo quân ra bắc giải quyết được quân tàu rồi mà không tìm cách ký với cụ hồ chí minh cái hiệp ước thỏa thuận nào đó thì nhân dân miền Bắc sẽ nổi đây chống mà nó chỉ có 15.000 quân đem ra không thể nào nó bao giảm được do đó nó đã nghĩ đến liên lạc với phe cụ Hồ Chí Minh để mà ký cái thỏa hiệp uh, kéo quân ra miền Bắc để được êm xuôi thì nhân sự này là cụ Hồ Chí Minh đã nói rằng đã chụp lấy cái cơ hội bằng vàng nói rằng nếu mà không ký với nó thì nó vẫn kéo quân ra mà nó kéo quân ra thì cái thằng tàu bây giờ nó vẫn ghét mình thì nó sẽ đánh mình và đánh cả 15 ngàn quân pháp đánh mình mình sẽ lưỡng đầu thọ địch cho đó cụ phải chụp lên ký cái thỏa hiệp gọi là cái hiệp ước đó gọi là sơ bộ mùng 6 tháng 3 thì nó chỉ có 15 ngàn quân ra bắt thôi thì cụ hồ lúc bây giờ ký thì bị cái quốc dân đảng theo cái đường như thế này thì tố cáo cụ là người bán nước cụ mới thề rằng tôi không hề bán nước mà thà rằng ăn cứt của thằng pháp còn hơn là ăn cứt của thằng tàu cả 100 năm thì cái chuyện đó là cụ Hồ Chí Minh nói một câu rất là lịch sử Rất là đúng Và câu nói là câu đối để đời Là vì ai cũng biết là 15.000 quân Pháp nó là người Âu Châu Nó không đủ Có 15.000 quân nó chỉ đủ để đóng Ở các thành phố lớn Thành ra dân ta đã có kinh nghiệm Cụ Hồ Chí Minh đã học được cái lối đánh du kích có kinh nghiệm ở khắp nơi trên thế giới là lấy nông thôn bao vây thành thị và chia ra làm ba giai đoạn giai đoạn đầu á là Hồng ngự giặc đến đâu thì mình chỉ chặn đường tức là thiếu súng đạn thì gươm đao giáo gậy cùng kéo nhau ra chặn lối ngăn đường thì nào là ta phá cầu để cho nó không tiến quân được vì nó phải tiến quân bằng xe chúng ta đào hố chúng ta đào hào giao thông để cho chúng nó từ từ tiến quân ở các đô thị và phá hết tất cả những cái cơ sở để chúng đến không có thể nào có những nơi trú ngụ cái chiến thuật này đã được liên xô áp dụng vào năm 1941 để chống lại quân đức bây giờ đã đại thắng chống liên xô và đã tiến vào đến thành uh, stalingrad uh, và tiến gần đến moscow vì thành công như vậy nên quân pháp bị gặp nhiều trắng trở và dân ta mới chia ra làm giai đoạn phòng ngự mà khi phòng ngự rồi đó thì bây giờ chúng ta tiến đến giai đoạn uh, cầm cự trên toàn cầu tức là đã có những cái đội quân địa phương dân quân du kích dám chống lại nó được vũ trang và sau đó thì đến đầu năm 1950 thì dân ta chuyển sang cái thế mạnh tức là bây giờ tàu tưởng thì bị thất bại ở hoa nam và tàu cộng thì đã tiến đến biên giới thành đã không còn cái lực lượng chống đối của dân ta ở biên giới nữa chúng ta mới chuyển sang cái eh, giai đoạn tổng phản công bằng cái chiến dịch lê hồng phong đánh quét sạch hết cả cái đồn bốt của quân Pháp ở tại các tỉnh biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn, uh, Lào Cai và cái trận đó uh, nhân dân ta đại thắng và đã bắt được tới hơn 7.000 tù binh trong đó có tên đại tá Lưu Bà. Thế thì giai đoạn đó là giai đoạn đấy. Thế nhưng mà vẫn còn tiếp tục sau này nó phải cử mấy tướng sang từ tướng các tướng khác cho đến tướng Đờ Lát, Đờ Tát Sĩ Nhi đến tướng uh, Navar Navarre, Hungary Navar. thì ông tướng này đó thì nghĩ rằng là giỏi nhất đã mở ra cái chiến dịch là đánh thẳng vào những hậu cứ của mặt trận Việt Minh nhưng mà tất cả đều thất bại bởi vì nó không có đủ quân đội và nó không có đủ những cái phương tiện chuyển vận nhất là cái lầm lẫn lớn nhất là nó chọn Điên Biên Phú để làm cái cứ điểm để nhử quân đội kháng chiến của nhân dân ta đến đó rồi nó dùng bom để thả nhưng mà nó quên rằng dân ta là ở trong đường núi là thạo về chiến đấu ở đường núi sau khi mà quân Pháp và Vatican đại bại ở các vùng biên giới thì chính phủ Pháp liền cử các tướng cho là tài giỏi nhất trong thời đề nghị thế chiến sang Đông Dương để lấy lại cái thế uh, chủ động ở tại chiến trường Đông Dương thì trước hết là họ cử ông Đờ Lát Đờ Tát Nhi có lẽ ông Đờ Lát Đờ Tát Nhi sang Đông Dương vào năm 1950 có lẽ ông ấy sang nhậm chức vào năm 1951 thì đúng hơn ông ấy uh, được coi như là tiếng tài giỏi nhất và tôi biết trong cái khi mà ông ấy sang thì ông ấy mở cái mặt trận đánh vào hòa bình nhưng mà trong cái trận đánh hòa bình thì thực ra thì đi từ hà nội mà đi vào đường số 6 lên hòa bình thì sau đó cũng không có thắng lợi gì cả mà trái lại quân ta cũng nắm thế chủ động cuối cùng thì uh, quân pháp cũng phải rút lui và ông đờ Tát thi... thi nhi sau đó thì nghe nói là bị bệnh ung thư đưa về pháp rồi sau này nó mới cử ông tướng Henry Navar, ông này cũng được coi như là tướng giỏi nhất trong thời đại nhị thế chiến của pháp. Sang đây thì ông ấy thay đổi bằng cái chiến sách, à, chiến thuật là đánh thẳng vào các hậu cứ của vùng Việt Minh. Ông đã mở những cái cuộc hành quân vào vùng Lạng Sơn, vào Thanh Hóa, rồi vào Ninh Bình. Nhưng mà tất cả đều thất bại là vì vào trong những đó thì quân Pháp thì là nơi lạ lùng mà quân ta thì ở đâu cũng uh có những cái quân uh, nhân dân ta là làm chỉ điểm thành ra bị nhân dân ta bất hợp tác và thi hành cái chính sách là chống lại thành ra họ đi vào cái chỗ đó cũng bị thất bại sau này thì ông ấy lại nghĩ ra cái cách là um, chọn điện biên phủ là cái chỗ mà gần thượng lào gần cái uh, chỗ bên uh, vân nam trung hoa chuyển quân sang để hy vọng rằng chặn cái uh, quân uh, việt minh tập trung ở đây để chuyển xuống thượng lào và chuyển về đồng bằng bắc việt nhưng mà điện biên phủ cách hà nội tới một quãng rất là xa hả cả mấy trăm cây số và khi mà đem cả hơn 10.000 quân sang pháp đến đó thì phải lo vấn đề gọi là tiếp vận về lương thực cũng như là vũ khí cũng như là tất cả những chuẩn bị di chuyển thương bệnh binh thì đường thì xa như vậy mà quân pháp không thể nào mà dùng đường bộ được vì nếu đường bộ được qua rừng qua núi thì bị quân ta chặn đánh cũng nguy hiểm về đường thủy thì không có cái sông ngòi nào mà từ hà nội hay là từ vùng đồng bằng mà đi thẳng được đến điện biên phủ chỉ còn trông cậy vào đường không vận tức là đường máy bay nhưng mà cái khả năng chuyển vận bằng máy bay thì rất là hữu hạn mà thằng pháp này là chính là không có khả năng lại phải trông cờ nhờ vào thằng mỹ mà thằng mỹ bây giờ thì nó cũng phải tính toán thì trong cái trận điện biên phủ nó xảy ra vào giai đoạn quyết liệt như vậy thì hội nghị uh, như thế bắt đầu mở ra để tính cách uh, các nước uh, như là anh trung cộng liên xô uh, ba lan uh, canada uh, ấn độ họp chung với nhau với lại uh, việt nam dân chủ cộng hòa và có thằng pháp dưới quyền thằng pháp thì có ông chính quyền bù nhìn Bảo đại ở đó để bàn về tính cách Um, quyết định chấm dứt um, chiến tranh nông Dương khi mà đang bàn đến uh, giai đoạn chấm dứt uh, chiến tranh Đông Dương vào cuối tháng 4 năm 1954 uh, 54, thì nó chiến trận chiến trường Điện Biên Phủ nó đi vào cái giai đoạn quyết liệt quân Pháp không thể nào chống cự lại được uh, quân đội kháng chiến Việt Minh tự ta vì chỉ trông cậy vào uh, không vận mà không vận thì trông cậy vào cái phi trường nó phải rộng rãi thả những cái đồ tiếp liệu về vũ khí cũng như về lương thực thì phải bay thấp xuống thả mới trúng vào những cái vòng trong vòng mà quân đội pháp kiểm soát nhưng mà quân ta đã đánh theo cái lối của đại tướng võ nguyên giáp nói là bóc vỏ cứ càng ngày càng thu hẹp cái phạm vi kiểm soát của thằng pháp ở tại các cứ điểm điện biên phủ và ngay cả cái phi trường mà thả đồ tiếp liệu xuống cũng bị thu hẹp thành ra những cái đồ tiếp liệu gửi cho quân pháp cả vũ khí lẫn lương thực đều nhiều khi phải bay cao mà càng bay cao thì cái đồ thả tiếp điệu xuống lại càng lạc ra cái vùng của ta kiểm soát thành ra quân đội pháp càng ngày càng bị nguy khốn nguy khốn được cái chỗ thiếu lương thực thiếu vũ khí và tình trạng quân sĩ ở đó thiếu những cái điều kiện uh, sinh sống nó thuận lợi cho nên trở nên bệnh hoạn cũng nhiều bị thương cũng nhiều thành ra cái số chống cự là cũng không có đủ để mà chống lại cái đạo quân của kháng chiến việt minh do đó vào ngày mùng bảy tháng 5 năm 1954 lúc đó hình như là vào 17 giờ tức là 5 giờ chiều thì tướng Đờ Lát được Cát chỉ huy kéo cờ trắng đầu hàng à, chứng việc mà quân Pháp đã đầu hàng rồi thì bây giờ còn cái số quân đội liên minh xâm lược pháp và tình cang đồn trú tại đó còn lại khoảng 11.000, tức là khoảng 16.000 tất cả nhưng mà chết bị tiêu hao đi thì còn lại 11.000 thì cho ăn ổ là bị quân ta bắt làm tù binh. Thì trong cái tình trạng như vậy thì chính phủ Pháp à, à, Khủng hoảng và bầu cử lại chức à, thủ tướng, quốc hội bảo lại quốc hội thì ngày 17 tháng 6 năm 1954 thì bầu cử Đảng Xã hội thắng và ông Mandes rang lên làm thủ tướng. Ông này là thuộc Đảng Xã hội cho nên ông ấy vừa mới đắc cử lên thì ông làm thủ tướng ông ấy tuyên bố chính ông ấy trực tiếp sang dự hội nghị uh, Geneva và ông tuyên bố rằng bằng ngoại giá ông sẽ chấm dứt cuộc chiến tranh vào 20 tháng 7 năm 1954. Thì cái cuối cùng là hội nghị cũng đã bàn đi đến cái giai đoạn kết thúc và có hai cái điều còn quan trọng tức là tạm thời rút quân về chia làm Việt Nam làm hai phần lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân đội của Liên Minh xâm lược Pháp với lại quân đội tay sai bảo đại rút về phía Nam tạm thời đóng chú đó chú đóng ở cái miền Nam vĩ tuyến 17 còn quân đội của kháng chiến Việt Minh thì rút về miền Bắc vĩ tuyến 17 và tạm thời đóng đó chờ đến ngày thống nhất tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước vào tháng 7 năm 1956 thì nếu mà thành công rồi á của, của, của tổng tuyển cử này rồi đó thì đất nước được thống nhất thì phải tuân hành cái lệnh đó. Thế nhưng mà trong khi đó à, trong khi đó thì thằng Mỹ biết rằng là nếu mà tổ chức tổng tuyển cử như vậy chắc chắn là à, mặt trận à, kháng chiến Việt Minh dưới quyền lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh sẽ thắng. Cho nên họ mới bàn nhau với Vatican là chuẩn bị đưa ông Ngô Đình Diệm là một quân chiên hoàng đạo về à, cầm quyền ở Việt Nam thay thế thủ tướng Bủ Độc. Và họ làm sức ép bắt buộc ông Pháp và ông Bảo Đại phải à, bổ nhiệm ông Ngô Đình Diệm vào ngày 19 tháng 6 năm 1954 và giao toàn quyền hành động cho ông Diệm cả về dân sự lẫn quân sự. Và ngày 26 tháng 6 năm 1954, ông Diệm lên máy bay từ Ba Lê về Việt Nam. Và đến ngày 7 tháng 7 thì ông thành lập xong nội các và ông trình diện và ông bắt đầu thay thế ông Bù Lộc để cầm quyền. Thì trong khi mà ông Diệm về cầm quyền đó thì theo nguyên tắc cái Hiệp định Geneva mà đã quy định như vậy thì thằng Pháp với lại chính quyền bảo đại phải thi hành đúng theo hiệp ước đã quy định nhưng mà khi ông diệm lên cầm quyền rồi thì ông ấy nghe lời của quan thầy là mỹ và uh, vatican từ chối không hiệp thương với chính quyền miền bắc như ra hiệp định như thế đã quy định vào năm 1955 để đồng thuận với nhau tổ chức cái cuộc tổng tuyển cử sẽ được diễn ra vào tháng 7 năm 1956 ông Diệm đã từ chối vì từ chối như vậy thì cái chính quyền miền Bắc thấy rằng là đã chiến đấu suốt cả 9 năm trời để đạt được cái mục đích là giành lại được quyền độc lập cho dân tộc và thống nhất đất nước. Và bây giờ thì thằng Mỹ với thằng Vatican chủ trương như vậy thì chính quyền miền Bắc thấy không còn có cách gì nữa để cho nên mới tổ chức Tổng Tuyên Cư, AME à tổ chức phát động cuộc chiến giải phóng miền Nam. Do đó cuộc chiến uh, miền Nam mới xảy ra kể từ tháng... Uh, vào khoảng, khoảng, khoảng 1959. Thế thì sự thực là như vậy, chúng ta có thể kết luận trong cái giai đoạn này như thế này. Cuộc chiến giữa uh, 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 của nhân dân 13 thuộc địa Bắc Mỹ uh, để chiến đấu chống lại quân Anh giành lại độc lập và cuộc chiến của nhân dân ta để chống lại Liên minh xâm lược Pháp vào những năm năm uh, 1945-54 nó có ba giai đoạn giống nhau. Giai đoạn thứ nhất là chiến đấu được một thời gian rồi mới tuyên bố độc lập Đó, giai đoạn thứ hai tuyên bố độc lập rồi thì các thế lực của bên đế quốc anh không công nhận quyền độc lập của 13 thuộc địa ở bên đây thì thằng pháp cũng không công nhận cái quyền độc lập của dân dân ta cho nên khi mà quân về phía bên 13 thuộc địa thế thì họ đế quốc anh đem quân sang tiếp tục đàn áp cái phong trào nổi dậy của nhân dân 13 thuộc địa và cuộc chiến kéo dài cho đến năm một nghìn à, uh, 781 Cuộc chiến càng về sau thì càng trở nên quyết liệt và quân Anh càng uh, rơi vào cái thế bị động Và cho đến năm 1700, trăm uh, tháng 10 năm 1781 thì quân Anh bị đại bại ở Giọt Thao Và cuối cùng thì uh, chính quyền Anh phải ký cái hiệp ước gọi là tại Ba Lê vào năm 1783 Công nhận quyền độc lập của 13 thuộc địa và uh, nước Mỹ uh, được quyền độc lập 13 thuộc địa đó mà được quyền độc lập và họ, họ họp lại với nhau họ thành lập viết cái bản hiến pháp để thành lập nước mỹ để chúng ta sẽ có nước mỹ kể từ đó mà ngày nay là nước mỹ ngày nay đó Thế trở là cái cuộc chiến của nhân dân việt nam ta thì cũng có ba giai đoạn y hệt như vậy và như như cuộc chiến của nhân dân 13 thuộc địa chống lại đế quốc anh thứ nhất là cũng phải uh, giành lại cái quyền độc lập từ trong tay người nhật chứ không phải từ trong tay người pháp rồi sau đó thì mặt trận việt minh thành lập chính phủ lâm thời à, ông bảo đại thì thoái vị và được cụ hồ chí minh mời ra làm cố vấn chính trị và di chuyển ra ở hà nội và ngày mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi cụ hồ chí minh đã công bố bản tuyên ngôn độc lập tại vườn hoa ba đình trước nửa triệu người tập trung ở tại đó nhưng mà sau khi mà tuyên ngôn độc lập tuyên ngôn độc lập vào ngày mùng 2 tháng 9 thì Liên quân Pháp Vatican không công nhận cái quyền độc lập của nhân dân ta và đã núp ánh à, núp dưới bóng quân à, Anh đổ bộ vào Sài Gòn để tước khối, tước à, giải giới quân đội Nhật và đã vào thả hơn 1.000 tù binh Pháp bị giam giữ tại các nhà khám ở Sài Gòn do quân Nhật bắt giữ để võ trang cho họ rồi đánh chiếm Uh, miền Nam Việt Nam vào ngày 23 tháng uh, 9 năm đó và gây nên cái cuộc chiến uh, chống Pháp của nhân dân ta ở miền Nam vào thời điểm đó. Rồi sau đó thì uh, quý vị biết rằng là nó lại kéo quân ra Bắc rồi nó ký được cái thỏa hiệp với người tàu nhượng quyền cho nó uh, giải giới cái thế uh, giới quân đội Nhật và đồng thời nó cũng ký với uh, cụ Hồ Chí Minh cái thỏa hiệp mùng 6 tháng 3 để kéo quân ra Bắc để tránh khỏi miền Bắc chống lại thì cũng uh, sau đó thì nó gây chiến và cụ Hồ Chí Minh phải tuyên bố kháng chiến toàn quốc vào ngày 19 tháng ngày 2 năm 1946 và nhân nhân dân ta cũng phải lăn lộn vào lao vào cái cuộc chiến uh, chống lại liên minh pháp cho đến năm cho đến uh, tháng uh, năm năm 1954 thì quân pháp bị đại bại ở các căn cứ Điện Biên Phủ và từ đó chính phủ pháp mới thương thuyết nghiêm chỉnh với chính quyền việt minh kháng chiến để trao trả độc lập và uh, rút quân về nước là như vậy là cái nhiệm vụ mà đánh đuổi quân pháp đã hoàn thành nhưng mà sau đó thì vatican với lại mấy uh, thông đồng với nhau âm mưu với nhau để đưa ngô đình diệm về thay thế uh, ông bửu lộc và uh, sai ông ngô đình diệm từ chối cái điều khoản mà đã được hiệp định Geneva quy định là hai chính quyền miền Bắc và miền Nam hiệp thương với nhau vào năm 1955 để cùng nhau tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước vào tháng 7 năm 1956 nhưng mà ông Mỹ và Vatican đã ra lệnh cho ông Diệm từ chối cái điều khoản này và nhất định không hiệp thương với lại chính quyền miền Bắc để tổ chức tổng tuyển cử vì thế mà chính quyền miền Bắc bắt buộc phải phát động cuộc chiến giải phóng miền Nam để thống nhất đất được thư thực lịch sử là như vậy. Đến đây xin tạm thời kết thúc cái bài nói chuyện này và xin hẹn quý vị trong kỳ nói chuyện sau. À, xin kính chào của tất cả mọi quý vị đã theo dõi buổi nói chuyện ngày hôm nay.